Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 18 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành đoàn thể và các tổ chức tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng chống tội phạm trong năm 2019. Lâm Đồng có trên 66.000 hộ nông dân sản xuất giỏi. Du lịch thông minh, điều mà thành phố Đà Lạt đang hướng đến. Đắk Lắk giá tiêu giảm mạnh, nông dân lo lắng. Tâm tình người mang chữ vượt sóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trưởng ban chỉ đạo 138, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ông Đoàn Văn Việt vừa có chỉ đạo các sở ban ngành đoàn thể và các tổ chức tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng chống tội phạm trong năm 2019, trong đó phấn đấu giảm ít nhất 3% số vụ phạm tội về hình sự so với năm 2018. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%. Các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án. Theo đó, Ban chỉ đạo 138 các huyện thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các giải pháp phòng chống tội phạm tại cơ sở. Tiếp tục củng cố kiện toàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong công tác phòng chống tội phạm. Liên tục triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, tố giác nhằm kiềm chế, hướng đến giảm mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Vận động nhân dân hướng dẫn tổ chức có hiệu quả mô hình tố giác tội phạm tại khu dân cư, tăng cường quản lý giám sát, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức cá nhân trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ tín dụng đen, sử dụng các băng nhóm tội phạm có hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tăng cường quản lý lưu trú, quản lý xuất nhập cảnh, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý tốt các đối tượng giáo dục tại cộng đồng, người được mãn hạn tù, tha tù trước thời hạn. Hôm nay, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tập huấn quán triệt công tác chỉ đạo và nghiệp vụ điều tra của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các huyện thành phố trên địa bàn đã tham dự. Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê được quy định trong luật thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần và các năm có số cuối cùng là 9, nhằm nắm bắt về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư, đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu quốc gia, được quy định trong luật thống kê. Đồng thời, đây cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan đến người dân và chính sách liên quan đến phát triển đất nước. Điểm mới của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, thu thập và tổng hợp cơ sở dữ liệu để xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu chung. Diễn ra trong 4 ngày, từ 18 tháng 2 đến 21 tháng 2, đợt tập huấn sẽ tập trung quán triệt một số nội dung về công tác chỉ đạo, phương án tổng điều tra dân số và nhà ở, công tác đào tạo đội ngũ giảng viên, để đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, ban chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện. Đồng thời, trao đổi thảo luận một số nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở. Từ những nội dung của đợt tập huấn sẽ là cơ sở để ban chỉ đạo tổng điều tra về dân số và nhà ở tỉnh Lâm Đồng và các huyện, thành phố triển khai thực hiện tại các địa phương trong thời gian tới. Cũng trong chiều 18 tháng 2, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tập huấn cho gần 100 giám sát viên cấp tỉnh và cấp huyện về các nội dung liên quan đến Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các giám sát viên cấp tỉnh và cấp huyện sẽ được truyền đạt một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ của điều tra viên, quá trình điều tra xác định nhân khẩu thực tế thường trú, hướng dẫn cách hỏi thông tin và một số chuyên môn nghiệp vụ áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện tổng điều tra. Được biết, theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra trên địà bàn tỉnh Lâm Đồng bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 2019 đến ngày 25 tháng 4 2019, được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Đơn vị điều tra là các hộ với nội dung điều tra bao gồm thông tin chung về dân số, tình trạng dân cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh chết và phát triển dân số, thực trạng về nhà ở, điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Giúp nhau vượt lên thoát nghèo, phong trào được các cấp hội nông dân Lâm Đồng đẩy mạnh thực hiện.
Làm thế nào để du khách không chỉ cảm nhận được cảnh quan thơ mộng và đẹp của các loài hoa, rừng thông đồ chè, mà còn cảm thấy được phục vụ tốt nhất khi đến với Đà Lạt? Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Nhằm chủ động phòng trừ dịch cho gia súc gia cầm, ngành thú y Lâm Đồng đề ra mục tiêu trong năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ hơn 80% gia súc gia cầm được tiêm phòng vaccine định kỳ. Cụ thể, hai đợt tiêm phòng vaccine cho gia súc gia cầm được triển khai từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 6 năm 2019 và từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 11 năm 2019. Đây được xem là thời điểm mà các loại dịch bệnh dễ phát triển. Vì vậy, bên cạnh công tác triển khai các đợt tiêm phòng chính, ngành còn triển khai đợt tiêm phòng bổ sung và tiêm phòng khẩn cấp bao vây vùng có ổ dịch phát sinh, vùng đệm, vùng uy hiếp theo xác định của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng. Việc tiêm phòng vaccine đều được tiến hành hoàn toàn miễn phí cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn. Cụ thể, với các loại vaccine phòng chống bệnh cho gia súc, gia cầm trên 160.000 liều lở mồm long móng, tụ huyết trùng trên trâu, bò, trên 700.000 liều dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn cho heo, trên 77.000 liều dại chó và 353.000 liều cúm gia cầm. Không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp đỡ nhiều hộ nông dân vượt lên thoát nghèo là phong trào được các cấp hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, Lâm Đồng có trên 66.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 74% so với tổng số hộ đăng ký là trên 90.000 hộ và 111% so với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao. Không chỉ làm giàu cho bản thân, các cấp hội đã vận động những hộ sản xuất kinh doanh giỏi, giúp đỡ nhiều hộ nghèo với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng, 12.376 ngày công lao động, hỗ trợ trên 1,9 tỷ cây giống, hòm giống, trên 20.000 con giống, 1.000 kg lương thực cho trên 3.000 hộ gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, đầu tư phát triển sản xuất ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, hội còn vận động nông dân đóng góp ủng hộ tiền xây nhà cho hội viên nông dân nghèo khó khăn về nhà ở trên 200 triệu đồng và giúp đỡ xóa được 82 nhà tạm. Để thúc đẩy phong trào nông dân thi đua trong năm 2019, Hội Nông dân các cấp Lâm Đồng đã thảo luận đưa ra những ý kiến cũng như giải pháp hỗ trợ thiết thực. Các cấp hội nông dân trong tỉnh cũng triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội các cấp gắn với phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, tiếp tục đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt chi tổ hội theo hướng thiết thực hiệu quả gắn với sản xuất và đời sống của hội viên nông dân. Đề án xây dựng Đà Lạt thành thành phố thông minh với 4 trụ cột chính bao gồm quản trị đời sống, môi trường và kinh tế. Trong 9 nội dung, chính quyền điện tử, quy hoạch đô thị và quản lý đất đai, nông nghiệp, du lịch, thành phố an toàn, môi trường, giáo dục đào tạo, y tế và giao thông, thì vấn đề được thành phố Đà Lạt quan tâm triển khai đó là du lịch thông minh. Cốt lõi trong làm du lịch thông minh ở Đà Lạt là kết hợp công nghệ với khai thác thế mạnh sẵn có ở thành phố này. Trước đây khi đến thành phố Đà Lạt, khó khăn nhất với du khách đó là tìm kiếm địa chỉ tham quan, mua sắm và dịch vụ ăn nghỉ. Nhưng giờ đã khác. Dịp Tết này, nhóm của chị Hà từ tỉnh An Giang lên Đà Lạt du xuân đã thuận lợi hơn khi được tiếp cận Đà Lạt Flower City, thành phố hoa Đà Lạt, một ứng dụng trên điện thoại di động riêng biệt về du lịch ở Đà Lạt. Ở đây du khách sẽ có gần như tất cả những gì mình cần liên quan đến du lịch. Cái việc mà search tìm kiếm những cái thông tin cũng như là tìm kiếm những cái địa điểm du lịch, thậm chí là các bạn trẻ có thể chụp hình check-in Facebook, đây là một cái điều mới và giúp cải thiện cái hình ảnh du lịch của Đà Lạt rất là nhiều. Điểm khác biệt khi triển khai du lịch thông minh ở Đà Lạt là chính quyền sẽ làm đầu mối tích hợp lại tất cả thông tin từ các đơn vị cung ứng dịch vụ, các doanh nghiệp để có thể sử dụng chung. Mọi người dân, doanh nghiệp và du khách đều có thể khai thác được. Trước đây thường là việc doanh nghiệp tự làm. Chúng ta đưa vào cái chương trình là kết nối công nghệ 4.0 thì là cái sự liên thông giữa người đi du lịch và giữa doanh nghiệp là rất là thuận tiện. Chính quyền, ban ngành đoàn thể đã làm cầu nối cho chúng tôi hoạt động ngày càng phát triển. Cung cấp cho du khách các cái thông tin cần thiết là vấn đề rất quan trọng. Ví dụ như nhà nghỉ này, tiện ích về ăn uống dịch vụ, kể cả những vấn đề về tiện ích khác như là ngân hàng, như là bưu điện, như là ô tô bus, vé máy bay, ATM, nói chung là tất cả những cái gì liên quan đến cái dịch vụ cho du khách, cho doanh nghiệp và người dân thì chúng tôi đều cung cấp thông qua cái phần mềm này. Hàng năm thành phố Đà Lạt đón từ 5 đến 6 triệu lượt khách đến tham quan. Nhưng làm thế nào để ngành du lịch phát triển xứng tầm, bền vững, đặc biệt là tạo ra sản phẩm dịch vụ công thiết thực, rất cần sự vào cuộc đồng bộ thực tế của ngành liên quan. Chúng tôi đã xây dựng cái cổng về du lịch
để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp khi đến với Đà Lạt thì sẽ tích hợp và ứng dụng các cái phần mềm kết nối giữa các nhà hàng, khách sạn, các cái sản phẩm cũng như là tất cả các cái điểm du lịch của thành phố Đà Lạt cung cấp cho người dân. Cái vấn đề tương tác sau khi chúng ta triển khai cái cổng thông tin này thì có những cái phản hồi từ phía người dân và du khách thông qua cái việc cái thông tin du lịch này thì chúng ta phải có cái trách nhiệm là xử lý kịp thời để nó tạo được một cái chất lượng du lịch của Lâm Đồng. Du lịch thông minh được Đà Lạt xây dựng cùng với nhiều nội dung khác như là giao thông thông minh, đô thị thông minh. Kết quả cuối cùng của các hoạt động này là làm sao để khi đến với Đà Lạt, du khách không chỉ cảm nhận được cảnh quan thơ mộng, vẻ đẹp của các loài hoa, rừng thông, đồi chè, mà còn cảm thấy được phục vụ tốt nhất. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực. Nhân ngày thơ Việt Nam rằm tháng Giêng Kỷ Hợi, sáng 18 tháng 2, Câu lạc bộ thơ Lâm Đồng đã tổ chức chương trình thơ Nguyên Tiêu Nhớ Bác với sự tham gia đông đảo của các hội viên trong Câu lạc bộ thơ Lâm Đồng. Gần 20 tiết mục thơ nhạc đã được các hội viên trong Câu lạc bộ thơ Lâm Đồng biểu diễn với chủ đề Nguyên Tiêu Nhớ Bác, ca ngợi tấm gương đạo đức sáng ngời của vị cha già dân tộc, những tình cảm thiêng liêng của dân tộc đối với Bác Hồ. Ngoài ra, các hội viên còn trình bày nhiều tác phẩm thơ ca ngợi đảng, tình yêu quê hương đất nước, v.v. Chương trình thơ Nguyên Tiêu Nhớ Bác đã để lại những kỷ niệm sâu sắc cho những người tham gia. Đây là một hoạt động văn hóa đặc biệt đối với tất cả những người yêu thơ, được Câu lạc bộ thơ Lâm Đồng tổ chức hàng năm nhân ngày thơ Việt Nam rằm tháng Giêng, nhằm tạo điều kiện cho phong trào yêu và sáng tác thơ trong tỉnh ngày càng phát triển. Chiều 18 tháng 2, Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt đã tổ chức lễ khai trương điểm đặt thùng tiền nhân đạo tại Công ty Cổ phần Nha Y Dược Nha Khoa Tâm Sài Gòn, số 7 Trần Quý Cáp, phường 9 thành phố Đà Lạt. Với thông điệp Cho đi là còn mãi, Công ty Cổ phần Nha Y Dược Nha Khoa Tâm Sài Gòn sẽ trích 0,5% doanh thu của đơn vị cho thùng tiền. Bên cạnh đó, các cán bộ, nhân viên của công ty và những nhà hảo tâm cũng sẽ đóng góp vào đây. Dự kiến thùng tiền sẽ được kiểm tra vào tháng 6 năm 2019. Qua đó, toàn bộ số tiền quyên góp sẽ giúp đỡ 3 trường hợp là bà Lê Thị Tâm, 72 tuổi, ngụ tại phường 9, hiện đang sống một mình. Em Trần Thị Phượng, ngụ tại phường 10, bị hạch bướu cổ. Và anh Đặng Ngọc Thịnh, ngụ phường 11, bị liệt hai chân, ung thư đại tràng. Nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước. Nông dân không vì những tác động nhất thời mà phá bỏ cây tiêu, mà cần duy trì diện tích và tập trung đầu tư chăm sóc cho cây tiêu phát triển, cùng với đó chuyển sang trồng theo hướng an toàn, nông nghiệp sạch để nâng cao giá trị. Theo Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, mới đây Cục Phòng vệ Thương mại đã nhận được thông tin về việc ngày 28 tháng 1, Cục Ngoại thương Thái Lan đã khởi xướng điều tra rà soát cuối kỳ đền áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép, carbon nguội cuộn hoặc là không cuộn nguội nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam. Cuộc điều tra rà soát cuối kỳ được khởi xướng trên cơ sở các yêu cầu rà soát bởi các bên liên quan. Trước đó, ngày 13 tháng 9 năm 2012, Cục Ngoại thương Thái Lan đã khởi xướng điều tra vụ việc. Ngày 6 tháng 2 năm 2014, cơ quan điều tra đã ban hành kết luận cuối cùng áp thuế chống bán phá giá 14,35% trong thời hạn 5 năm. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam hợp tác cung cấp thông tin đầy đủ và hợp lệ cho Cục Ngoại thương Thái Lan trong toàn bộ quá trình điều tra rà soát cuối kỳ để tránh bị cơ quan điều tra kết luận dựa vào thông tin, bằng chứng sẵn có bất lợi và phối hợp chặt chẽ với chính phủ trong vụ việc này để kháng kiện vụ việc một cách hiệu quả. Thời điểm này, người trồng tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tập trung thu hoạch tiêu niên vụ 2018-2019. Khác với nhiều năm trước, năm nay người dân không vui vì tiêu vừa mất mùa lại mất giá. Đây là vườn tiêu của gia đình bà Phan Thị Sơn ở thôn 1, xã Cưa Xê, huyện Cưa Mơ Ga. Theo bà Sơn, vụ tiêu này, vườn tiêu của gia đình bà bị nhiễm bệnh, nên năng suất tiêu giảm mạnh chỉ bằng 1/3 so với năm trước. Bên cạnh đó, giá tiêu ngày càng giảm mạnh, hiện chỉ còn 44.000 đồng một ký. Trong khi đó, giá thuê nhân công thu hoạch khá cao, khoảng 180 đến 200.000 đồng một người một ngày. Giá tiêu bây giờ thì phơi công hay tiêu thì không có đủ trả tiền công. Cho nên đó, vườn bây giờ mà cô không có điều kiện lượm, nhưng mà bây giờ mà cô kêu một công vài công thì cái tiêu của mình cho họ rồi cũng không đủ, phải bỏ tiền công cô nữa trả. Đắk Lắk hiện có trên 42.000 hectare tiêu, trong đó diện tích tiêu trồng thuần là 21.000 hectare, trồng lại là trồng sen. Theo nhận định của ngành nông nghiệp, nguyên nhân dẫn đến tình trạng năng suất tiêu giảm
là do diện tích tiêu trong độ tuổi khai thác trên 10 năm chiếm tỷ lệ khá cao. Mặt khác, do thời tiết diễn biến thất thường đã ảnh hưởng đến việc cây tiêu ra hoa đậu quả. Về nguyên nhân giá hồ tiêu liên tục giảm là do người dân ồ ạt bỏ rộng diện tích dẫn đến dư thừa sản lượng. Mặt khác, việc sản xuất hồ tiêu hiện nay chủ yếu là quảng canh, không đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, nên chỉ một số rất ít sản lượng xuất khẩu đi các thị trường lớn như Mỹ, Hà Lan, số còn lại chủ yếu tiêu thụ nội địa và một số thị trường nhỏ trong khu vực. Theo đánh giá của người trồng, chưa bao giờ người trồng tiêu lại lâm vào cảnh khó khăn như hiện nay. Hiện nay do giá cả của tiêu xuống khá thấp, nó cũng ảnh hưởng tới kinh tế của một số bộ phận nông dân ở trong này. Thì người dân cũng bỏ bê chăm sóc tiêu khá nhiều. Người ta không đủ điều kiện để bỏ phân bón và cung cấp thêm một số dinh dưỡng cần thiết cho tiêu, cho nên là chất lượng của hạt tiêu là ví dụ như dung trọng tiêu không thể cao như những năm trước. Trước thực trạng tiêu vừa mất mùa vừa mất giá như hiện nay, ngành nông nghiệp khuyến cáo người trồng không vì những tác động nhất thời mà phá bỏ cây tiêu, mà cần duy trì diện tích và tập trung đầu tư chăm sóc cho cây tiêu phát triển. Cùng với đó, chuyển sang trồng theo hướng an toàn nông nghiệp sạch để nâng cao giá trị. Trong đó, vấn đề về đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm được đặt lên hàng đầu. Có như vậy, cây tiêu mới phát triển bền vững và đem lại hiệu quả kinh tế cho người trồng. Những ngày đầu xuân năm mới, không khí sản xuất buôn bán càng thêm hối hả tấp nập tại nơi được coi là kinh đô của bún khô, bánh tráng tại Bình Định, làng nghề An Thái, xã Nhân Phúc, thị xã An Nhơn. Nghề thủ công truyền thống quý báu từ thời cha ông truyền lại đã giúp cho hàng trăm gia đình trong khu vực có thu nhập ổn định, đời sống ấm no hạnh phúc. Bún khô, bánh tráng của thôn An Thái từ lâu đã nức tiếng thơm ngon trong khu vực miền Trung vì được làm từ các loại gạo chất lượng cao và hoàn toàn không có chất bảo quản phụ gia nên bán rất chạy. Các thương lái từ Đà Nẵng đến Cà Mau đều ưa chuộng sản phẩm ở đây. Một lý do nữa là tuy có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp nhưng giá thành sản phẩm lại khá rẻ. Một cân bún khô được bán với giá chỉ 14.000 đồng. Dịp Tết thì một ngày sản xuất cũng được 1 tấn, 1,5 tấn. Tiêu thụ là cho nói chung là cũng đi các tỉnh là từ Đà Nẵng tới Sài Gòn miền Tây rồi Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk đồ, nói chung là không có đủ trên thị trường. Hiện nay cả thôn An Thái đang có 52 hộ sản xuất bánh tráng, 18 hộ sản xuất bún khô và 8 hộ sản xuất bún song thằn, bún khô làm từ đậu xanh. Trong dịp Tết vừa qua, làng nghề An Thái giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm công nhân nhàn rỗi với mức thu nhập hơn 200.000 đồng một ngày. Còn các chủ cơ sở sản xuất thì thu về khoảng 1 triệu đồng một ngày. Công việc thì nó cũng được, cũng không có nặng, mà thu nhập của mình thì ngày cũng được 200 trên 200 á. Năm 2018, xã Nhân Phúc đã quy hoạch thêm khu sân phơi tập trung rộng 2,6 hectare ở các thôn Mỹ Thạnh và thôn Thắng Công. Phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, đăng ký nhãn hiệu tập thể bún khô An Thái, kêu gọi toàn dân đóng góp mở rộng bê tông hóa 100% đường giao thông thôn xóm để phục vụ sản xuất buôn bán. Nhờ vậy, năm 2018, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 134 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017. Cũng có cái ý tưởng là tập trung, sản xuất tập trung. Mà địa phương thì cũng có quy hoạch cái vùng là tại thôn Thắng Công, mà sau khi xây dựng được cái bờ đê chống lũ thì toàn bộ các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp này đưa là một quy hoạch của vùng để mà sản xuất thuận tiện hơn và xử lý được cái vấn đề là môi trường. Trong thời gian tới, người dân An Thái mong muốn có thể kết hợp vừa sản xuất vừa tổ chức các tour du lịch trải nghiệm cho du khách, giới thiệu về các đặc sản truyền thống của thị xã An Nhơn, nơi được mệnh danh là đất trăm nghề của Bình Định. Trong khi nhiều điểm di tích văn hóa tâm linh, nhất là các di tích theo hình thức xã hội hóa đang bộc lộ những lộn xộn, thì có một di tích đang ngày càng trở thành điểm sáng về công tác quản lý. Đó là di tích Bạch Đằng Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, với tiêu chí 3.0. Bãi Cọc Lim mô phỏng bãi cọc lịch sử, ba lần thủy chiến đánh tan giặc ngoại xâm phương Bắc. Năm Mậu Tuất 938, Đức Vương Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân ta đánh bại quân Nam Hán, gây dựng nền tự chủ của dân tộc sau hàng nghìn năm Bắc thuộc. Năm 981, dưới thời vua Lê Đại Hành, nhà nước dù còn non trẻ nhưng đã dám đương đầu với đại quân Tống để bảo vệ nền độc lập tự chủ ấy. Năm 1288, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng quân dân Đại Việt gây chấn động thế giới với chiến thắng Bạch Đằng lần thứ 3, đánh bại quân xâm lược Mông Nguyên. Tất cả những chiến công hiển hách của ngàn năm lịch sử đang được hàng ngày kể lại cho thế hệ mai sau tại khu di tích Bạch Đằng Giang. Tôi đến đây rất là nhiều lần rồi.
Tôi cảm thấy rằng là khu di tích lịch sử của Bạch Đằng Giang này là một nơi giáo dục truyền thống cái lòng yêu nước, giữ nước của dân tộc ta. Đồng thời tôi thấy rằng ở khu di tích này là rất là hoành tráng và quy mô, nó xứng tầm với cái chiến thắng lịch sử của Bạch Đằng Giang. Khu di tích Bạch Đằng Giang được chỉnh trang, tôn tạo theo nguồn xã hội hóa. Đã có hơn 200.000 lượt du khách đến với di tích Bạch Đằng Giang chỉ trong 2 tuần đầu năm mới Kỷ Hợi, nhưng không bất cứ một loại phí nào được thu, kể cả phí gửi xe. Không rác thải, không hàng quán kinh doanh thương mại. Đây chính là tôn chỉ mà Ban Quản lý Khu di tích Bạch Đằng Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng xây dựng từ hơn 10 năm nay. Tôi thấy ở đây thì là có những điểm ưu điểm là không thu phí, rất là sạch mà không bán hàng rong. Tôi mong muốn là tất cả các khu tham quan du lịch ở trên toàn quốc cũng được thực hiện như là ở nơi này. Theo đại diện Ban Quản lý, để xây dựng được khu di tích Bạch Đằng Giang như ngày nay phải kể đến sự tham gia tự nguyện, công đức về nhân lực của người dân xung quanh khu di tích và các hoạt động trông xe, dọn dẹp vệ sinh. Thực tế thì hàng năm thì đây là cái của bà con công đức, là nhờ Ban Quản lý để qua đấy là dâng lại, duy trì, để duy trì dâng lại vụ trong hàng năm. Và ở đây thì cũng có rất nhiều cái doanh nghiệp ở xung quanh thành phố. Năm sau du khách thường đến đông hơn năm trước. Rõ ràng không phải bằng cách áp dụng thu phí, Bạch Đằng Giang vẫn đang làm tốt trong việc tu bổ và tôn tạo các di tích. Và một di tích đã đi vào bài thơ Bạch Đằng Hải Khẩu của Nguyễn Trãi: Quan hà hiểm yếu trời kia đặt, hào kiệt công danh đất ấy từng, vẫn đang được giữ gìn vẹn nguyên ý nghĩa. Thưa quý vị, cuối năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký quyết định số 1820 về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Nhạn thuộc địa bàn phường 1, thành phố Tuy Hòa là di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2019, tròn 30 năm tái lập tỉnh, Phú Yên sẽ tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn. Những ngày đầu xuân Kỷ Hợi, đây là điểm đến hấp dẫn thu hút hàng ngàn du khách. Còn đối với nhiều người dân Phú Yên, Tháp Nhạn từ lâu đã trở nên đặc biệt trong trái tim mình. Mời quý vị hãy cùng về Tháp Nhạn để tìm hiểu rõ hơn về giá trị của di tích đặc biệt này. Tháp Nhạn đêm rằm tháng Giêng, từ nhiều năm nay nơi này trở thành điểm hẹn của những người yêu thi ca, và đây cũng chính là khởi nguồn để ra đời nghề thơ Việt Nam. Với những ai một lần đến nơi này vào dịp rằm tháng Giêng, có lẽ sẽ không bao giờ quên. Còn với những người đã từng gắn bó với hội thơ Nguyên Tiêu trên Tháp Nhạn, thì nơi đây trở thành một phần máu thịt. Nhà thơ Phan Kim Việt và chị Bích Trâm, những người đã đi qua 30 mùa thơ trên đỉnh Tháp Nhạn, thì Tháp Nhạn đã trở nên đặc biệt trong trái tim họ từ lâu lắm. Nhưng mà mình có cái sông Đà núi Nhà, từ cái gió chuyên cần và phóng túng, gió đi ngang đi dọc, gió trẻ lại lưng chừng, gió nghỉ gió cười và reo linh lồng lộng. Ở đây mình thấy rất may mắn. Nó lạ cái là tôi ra Hà Nội đã từng đọc Ngàn Năm Thăng Long, cũng làm Lý Thường Kiệt, cũng làm đọc Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh, mà không đâu tôi bằng ở trên đỉnh nắp Tháp Nhạn mình. Thì cứ mỗi đêm thơ núi Nhạn, đêm thơ Nguyên Tiêu là dập dìu những người yêu thơ, cả những người đến núi Nhạn thưởng thức thơ và cả những người đến để thưởng thức những cái cảnh đẹp của phong cảnh của núi Nhạn. Theo các tài liệu sử học, Tháp Nhạn là tòa tháp duy nhất còn tương đối nguyên vẹn ở trên vùng đất Phú Yên. Cũng trong nhiều ngôi tháp Chăm còn lại trên nhà đất miền Trung, Tháp Nhạn là công trình kiến trúc thể hiện bàn tay khéo léo, óc thẩm mỹ tinh tế của những người thợ thủ công xưa, là đề tài nghiên cứu hấp dẫn thu hút nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. Di tích Tháp Nhạn là chứng tích về một quá trình phát triển lâu dài của vùng đồng bằng Tuy Hòa trong tiến trình lịch sử. Sự xuất hiện và tồn tại của Tháp Nhạn qua câu chuyện cổ về Tháp Nhạn và tháp cổ cò của người Việt cũng phản ánh về quá trình khai phá vùng đất Phú Yên của người Việt trong thế kỷ thứ 16, về sự giao thoa, về tinh thần hòa hiếu trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Chăm trên vùng đất Phú Yên trong quá khứ. Bên cạnh đó, Tháp Nhạn nằm trong số rất ít ngôi tháp Chăm còn có các hoạt động tín ngưỡng lễ hội tại di tích. Tín ngưỡng thờ bà Thiên Y Anna tại di tích Tháp Nhạn không chỉ là nguồn tư liệu để nghiên cứu về tín ngưỡng của cư dân Chăm trong quá khứ, mà còn là nguồn tư liệu quan trọng để nghiên cứu quá trình giao thoa về tín ngưỡng văn hóa Việt Chăm. Di tích Tháp Nhạn nó có một cái vai trò rất quan trọng, đó là nó nằm ở trong một cái giai đoạn phát triển của gọi là lịch sử về kiến trúc nghệ thuật của Champa, và do vậy góp phần là để tìm hiểu cái lịch sử về văn hóa kiến trúc nghệ thuật của văn hóa Chăm trong tiến trình lịch sử. Di tích Tháp Nhạn là một trong những điểm thu hút khách tham quan du lịch hàng đầu ở Phú Yên.
mỗi năm có hàng vạn người đến tham quan di tích này, góp phần thúc đẩy du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung của Phú Yên phát triển. Trong tương lai, di tích này sẽ tiến hành tổ chức thu phí tham quan nhằm tạo nguồn thu để tu bổ, tôn tạo và phục vụ khách tham quan di tích. Năm 2019 là di tích này đã được xếp hạng di tích kiến trúc đặc biệt cấp quốc gia. Cho nên là cái việc mà bảo tồn phát huy giá trị thì nó cần phải được gọi là chú trọng, tiếp tục nghiên cứu để tìm hiểu thêm và trên cơ sở đó là giới thiệu quảng bá cái di tích này thì nó được nhiều người biết hơn. Ngót hơn 2.000 năm tồn tại, dù qua bao nhiêu biến thiên của lịch sử, tháp Nhạn vẫn như một viên ngọc lung linh, là chứng tích của một nền kiến trúc điêu khắc huy hoàng trong quá khứ. Cho đến nay, di tích tháp Nhạn vẫn là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn chặt vào tâm thức của mỗi người dân Phú Yên, là niềm tự hào của người dân Phú Yên để giới thiệu đến bạn bè gần xa mỗi dịp đến thăm vùng đất núi Nhạn, sông Đà. Phần cuối chương trình thời sự tối nay cùng gặp gỡ hai thầy giáo trẻ đang công tác tại đảo Sơn Cồn, những người không quản ngại khó khăn gian khổ xa xôi để mang trí thức đến với những em học sinh vùng hải đảo. Thầy giáo nơi biên cương cõng chữ vượt đèo cao, thầy giáo nơi hải đảo mang chữ vượt trùng khơi. Những người thầy mang trong mình sự nghiệp trồng người cao cả, không bao giờ quản ngại khó khăn gian khổ xa xôi, thậm chí là nguy hiểm để mang trí thức của nhân loại đến với những em học sinh ở vùng sâu vùng xa, vùng hải đảo. Thầy Nguyễn Công Qua và thầy Nguyễn Xuân Diệu, trường tiểu học Sinh Tồn, hai thầy giáo duy nhất của đảo Sinh Tồn là những người như vậy. Nguyễn Công Qua, giáo viên trường tiểu học Sinh Tồn, sinh năm 94. Khi ra trường thì sau thời gian dạy 3 năm trong đất liền thì tôi đã tình nguyện viết đơn ra trường xe, ra trường xe công tác. Thời gian đầu thì nó rất là nhớ nhà, rồi thời gian sau thì khi được gửi mấy cháu lên tập trung học thì cái nỗi nhớ nhà nó cũng vơi đi bớt phần nào. Khi được tiếp xúc mấy cháu thì nó cũng vơi đi bớt phần nào nỗi nhớ nhà. Còn trong bờ thì nhiều giáo viên, rồi một giáo viên nó đảm nhiệm một lớp chuyên, nhưng ra đây thì hai thầy giáo thì đảm nhận tất cả các môn, từ cái môn năng khiếu đến kể mẫu giáo, nên nó có hơi khó khăn. Ừ. Tướng nó đọc qua bài hát rồi này nè. Thì nói chung ra đây các em là điều kiện thì các em thiếu thốn nhiều về giao tiếp xã hội này, các em thiếu nên là cũng có rất là thương, nhưng mà có tình cảm đặc biệt hơn so với các em ở trong đất liền thì cũng thường xuyên trao đổi với các em, giao lưu với các em, hỏi tìm những câu hỏi để hỏi các em và bày chỉ các em. Khó khăn thì cũng nhiều khó khăn nhưng mà cũng cố gắng khắc phục. Cũng học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp, từ những anh chị đi trước. Như vậy thôi. Còn cái động lực này mình tiếp tục mình giúp đỡ các em như? Chắc là tình yêu trẻ. Mong muốn ở đây các em có một cái điều kiện gì đó nó đầy đủ kiến thức để sau này các em về bờ bước ra xã hội vậy thôi. Nhất hả? Chắc được dạy các em ở đây với nhiều trình độ khác nhau. Mong muốn các em là đầu tiên là sức khỏe và cũng chăm ngoan nghe lời thầy cô cha mẹ để có một cái kiến thức để sau này các em về bờ hòa nhập ở trong bờ nó được tốt. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.